Hello, Hello, trước trước hết hết thì thì cho cho Lâm Lâm xin xin gửi gửi lời lời chào chào trân trân trọng trọng nhất nhất đến đến tất tất cả cả các các nhà nhà đầu đầu tư tư nha. nha. Nếu Nếu mà mà các các anh anh chị chị đang đang nghe nghe rõ rõ thì thì comment comment vô vô trong trong group group chat chat là là nghe nghe rõ rõ để để mình mình tiếp tiếp tục tục nha. nha. Rồi, Rồi, chào chào các các anh anh chị. chị. Rồi, Rồi, mình mình thấy thấy là là có có nhiều nhiều anh anh chị chị comment comment vô vô là là nghe nghe rõ rõ rồi rồi đúng đúng không không ạ? ạ? Rồi, Rồi, ok. ok. Rồi, Rồi, vậy vậy thì thì hệ hệ thống thống của của chúng chúng ta ta chạy chạy ổn. ổn. À, À, bây bây giờ giờ chúng chúng ta ta sẽ sẽ giao lưu giao một lưu một tí tí trước trước khi khi chờ chờ thêm thêm một một số số các các anh anh chị chị khác khác tham tham gia. gia. Không Không biết biết là là trong trong mấy mấy ngày ngày gần gần đây đây thì thì với với các các cái cái biện biện pháp pháp gọi gọi là là biện biện pháp pháp cách cách ly ly xã xã hội hội thì thì và và các các cái cái biện biện pháp pháp hạn hạn chế chế đi đi lại lại thì thì không không biết biết là là các các nhà nhà đầu đầu tư tư chúng chúng ta ta ở ở nhà nhà thì thì chúng chúng ta ta làm làm gì gì ạ? ạ? Có Có anh anh chị chị nào nào bị bị ảnh ảnh hưởng hưởng nhiều nhiều bởi bởi cái cái dịch dịch Covid-19 Covid-19 này này không không ạ? ạ? À? À? Về Về công công việc việc cũng cũng như như là là các các cái cái vấn vấn đề đề khác khác ạ? ạ? À? À? Có Có bạn bạn trường trường có có nói nói là là trade trade FX FX không? không? Trade Trade FX FX thì thì nó nó cũng cũng là là một một cái cái cách cách để để chúng chúng ta ta giải giải quyết quyết cái cái vấn vấn đề đề về về thời thời gian gian khi khi mà mà chúng chúng ta ta ở ở nhà nhà không? không? Nhiều Nhiều khi khi là là không không biết biết làm làm gì gì hết. hết. Có Có anh anh Johnny Johnny có có nói nói là là em em đang đang thất thất nghiệp, nghiệp, nhà nhà trade trade thôi. thôi. Bạn Bạn Nhật Nhật thì thì có có nói nói là là ngồi ngồi nhà nhà chờ chờ hết hết dịch, dịch. không? Không. Các anh Các chị anh nào chị bị nào bị ảnh ảnh hưởng hưởng về về công công việc việc cũng cũng như như là là các các vấn vấn đề đề khác khác khi khi mà mà cái cái dịch dịch bệnh bệnh này này nó nó bùng bùng phát phát không không ạ? ạ? Hiện Hiện tại tại thì mình thì thấy thấy là là có có rất rất là là nhiều nhiều các các cái cái hộ hộ kinh kinh doanh, doanh, không? không? Các Các cái cái nhà nhà hàng, hàng, vũ vũ trường, trường, rồi rồi bar bar club, club, rồi rồi thì các các cơ cơ sở sở kinh kinh doanh doanh vận vận tải, tải, du du lịch, lịch, dịch dịch vụ, vụ, tất tất cả cả mọi mọi thứ thứ thì thì đều đều gần gần như như đóng đóng cửa cửa hết hết rồi. rồi. Thì Thì cái cái sự sự ảnh ảnh hưởng hưởng về về kinh kinh tế, tế, không? không? Nó Nó rất rất là là lớn. lớn. Thì Thì nếu nếu mà mà các các anh anh chị chị nào nào mà mà đang đang bị bị các các cái cái vấn vấn đề đề như như vậy vậy á, á, không? không? Thì Thì mình mình cũng cũng xin xin chúc chúc cho cho các các anh anh chị chị sớm sớm vượt vượt qua qua được được cái cái giai giai đoạn đoạn này, này, không? không? Và Và lại lại tiếp tiếp tục tục tiến tiến tới. tới. Rồi. Rồi. Cái Cái chủ chủ đề đề ngày ngày hôm hôm nay nay thì thì chúng chúng ta ta sẽ sẽ nói nói về về việc việc là là chiến chiến thắng thắng bản bản thân thân để để kiến kiến tạo tạo lợi lợi nhuận nhuận trong trong đầu đầu tư tư tài tài chính, chính, không? không? Chủ đề này nghe nó có hơi gọi là hơi hơi mơ hồ một tí đó, không? Nhưng mà nó là quan trọng. Nó nếu Nếu mà mà anh anh chị chị nào nào thực thực sự sự thắng thắng được được chính chính bản bản thân thân mình mình đó đó thì thì các các anh anh chị chị sẽ sẽ có có cái cái cơ cơ hội hội rất rất là là lớn lớn để để chúng chúng ta ta chinh chinh phục phục được, được, nào, nào, chinh chinh phục phục được được các các cái cái nấc nấc thang thang của của thị thị trường, trường, các các cái cái khoản khoản lợi lợi nhuận nhuận khổng khổng lồ lồ của của thị thị trường. trường. Nếu Nếu mà mà anh anh chị chị nào nào mà mà đang đang kinh kinh doanh doanh trong trong lĩnh lĩnh vực vực tài tài chính chính á, á, mà mà nhất nhất là là trong trong lĩnh lĩnh vực vực phái phái sinh sinh á, á, không? không? Thì Thì cái cái dịch dịch bệnh bệnh như như trong trong giai giai đoạn đoạn hiện hiện nay nay á, á, hoặc hoặc là là những những cái cái thiên thiên tai tai có có thể thể xảy xảy ra ra sau sau này này á, á, thì thì gần gần như như là là các các chị chị sẽ sẽ không không bị bị ảnh ảnh hưởng, hưởng, không? không? Có Có thể thể nói nói là là cái cái hình hình thức thức giao giao dịch dịch phái phái sinh sinh trong trong tài tài chính chính á, á, không? không? Thì Thì gần gần như như là là nó nó không không hề hề chịu chịu ảnh ảnh hưởng hưởng bởi bởi các các cái cái sự sự biến biến động động mà mà bởi bởi dịch dịch bệnh bệnh thiên thiên tai tai hay hay là là về về chính chính trị trị quân quân sự sự gì gì hết, hết, không? không? Bởi Bởi vì vì rất là rất là đơn đơn giản giản thôi thôi là là trong trong cái cái lĩnh lĩnh vực vực kinh kinh doanh doanh tài tài chính chính phái phái sinh sinh á, á, thì thì chúng chúng ta ta có có quyền quyền mua mua khi khi mà mà thị thị trường trường tăng tăng và và có có quyền quyền bán bán để để kiếm kiếm lời lời khi khi mà mà thị thị trường trường giảm, giảm, không? không? Trong Trong các các cái cái thị thị trường trường cơ cơ sở sở á, á, thì thì chỉ chỉ có có con con đường đường mua mua thấp thấp bán bán cao cao thì thì mới mới lời lời được. được. Chứ Chứ còn còn ở ở trên trên cao cao mà mà bán bán xuống xuống thấp thấp thì thì nó nó không không có, có, không? không? Rất Rất ít. ít. Nhưng Nhưng mà mà trong trong lĩnh lĩnh vực vực kinh kinh doanh doanh phái phái sinh, sinh, về về tỷ tỷ giá, giá, về về chứng chứng khoán, khoán, về về các các cái cái hàng hàng hóa, hóa,
như là năng lượng dầu mỏ, năng lượng vàng, tiền tệ hoặc là các chỉ số chứng khoán á, thì gần như chúng ta không bị ảnh hưởng. Và cũng rất là đặc biệt trong cái giai đoạn này á, thì nếu mà anh chị nào mà đang phải làm việc online, tức là ở nhà, thì cái kênh kinh doanh này nó cũng là một trong những cái kênh kinh doanh khá là hấp dẫn. Nó giúp cho chúng ta có cái việc để chúng ta làm, nó giúp cho chúng ta không có bị nhàm chán, nó giúp cho chúng ta có thêm cái động lực và cái mục tiêu để chúng ta tiếp tục chúng ta hoạt động, đúng không? Chứ ở nhà mà tầm khoảng 1 2 tháng, đúng không, mà nếu mà không có những cái mới để mà chúng ta tiếp thu vô để chúng ta hoạt động á, thì lâu dần chúng ta sẽ bị mai một về cái khả năng tư duy, hoặc là chúng ta sẽ mất dần đi cái khả năng làm việc, đúng không? Rồi bây giờ thì mình thấy cũng đã có khá nhiều nhà đầu tư tham gia vào group rồi, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu chia sẻ cái nội dung ngày hôm nay. Tuy nhiên á, trước khi nói về những cái vấn đề đó, thì cho phép mình giới thiệu một tí về góc đầu tư. Nào, góc đầu tư như các chị đang thấy trên màn hình, mình có share, mình có share cái trang web của góc đầu tư đó. Thì đây là một cái trang web, cũng có thể nói là cung cấp khá là nhiều các cái kiến thức để chúng ta có thể học hỏi thêm. Nào, thì góc đầu tư được thành lập bởi một nhóm các bạn trẻ có cái đam mê về đầu tư, và cũng rất là, nói chung á, rất là đam mê về cái lĩnh vực tài chính. Thì được thành lập từ cách đây khoảng vài năm thôi. Đây là một cái, có thể nói là một, nó giống như một cái lớp dạy, một câu lạc bộ về đầu tư của các cái bạn trẻ có cái đam mê. Thì góc đầu tư được thành lập với cái mục tiêu và cái phương châm là chia sẻ kiến thức, chia sẻ kiến thức để mà chia sẻ cái kiến thức kinh nghiệm để mà tất cả các nhà đầu tư có thêm cái sự tự tin cũng như là cái bản lĩnh để mà chúng ta tham gia đầu tư trên thị trường tài chính một cách hiệu quả hơn, tốt hơn. Rồi, góc đầu tư thì cũng thường tổ chức những cái buổi chia sẻ online như thế này, đặc biệt là trong cái giai đoạn này thì hầu như là chỉ có online thôi. Và trong những cái thời gian mà nó không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh á, thì cũng có thể tổ chức những cái buổi chia sẻ offline, dạng offline nữa, để chúng ta có cái sự trực quan tốt hơn. Đó. Thì những lúc đó thì các anh chị có thể đón xem, để chúng ta học hỏi thêm, chia sẻ được nhiều hơn. Rồi. Nếu mà anh chị nào mà có cái ý định là chúng ta đang chuẩn bị học, đang chuẩn bị đầu tư, mà chưa biết là nên đầu tư như thế nào, đầu tư qua đâu, chưa có kinh nghiệm và kiến thức ấy, thì chúng ta nên liên hệ ngay với bên cái câu lạc bộ, bên góc đầu tư này, bên các bạn trẻ này, thì sẽ được cái sự tư vấn tốt nhất để dành cho chúng ta. Rồi, còn về mình á, thì mình tên là Long, như các chị đã thấy, đã biết rồi đó. Thì mình cho tới nay cũng đã hoạt động, cũng đã đầu tư trong lĩnh vực tài chính được xem 10 năm rồi. Thì trong quá trình mình đầu tư á, thì mình cũng có học hỏi được rất là nhiều kinh nghiệm và kiến thức từ thị trường, từ các nhà đầu tư khác, cũng như là qua cái quá trình mình tìm hiểu và nghiên cứu. Thì ngày hôm nay mình cũng rất là vinh dự khi mà được các đầu tư mời tới đây để mà chia sẻ đến các anh chị những kiến thức và kinh nghiệm đó. Rồi, còn về chủ đề của chúng ta ngày hôm nay nào, là chiến thắng chính bản thân chúng ta và kiến tạo lợi nhuận
trong giao dịch tài chính thì chúng ta có những cái phần như sau. Mình sẽ trình bày nhanh thôi để dành cái thời gian còn lại, dành thời gian còn lại để chúng ta phân tích các cái sản phẩm đầu tư có tiềm năng nhất trong thời điểm hiện tại. Cái đó là một phần rất là quan trọng. Rồi, thứ nhất á, trước khi chúng ta đầu tư là chúng ta phải xác định, chúng ta phải xác định cái mục tiêu trước khi thì chúng ta bước vào thị trường. Cái này nó rất là quan trọng. Nếu mà các anh chị chưa biết được cái mục tiêu nó như thế nào, chưa xác định được cái điểm này á, thì cái trường hợp của các anh chị nó giống như là các anh chị đi lên một cái con tàu mà khi mà người lái tàu hỏi các anh chị là anh chị đi đâu, hoặc là các anh chị đi lên một chuyến xe buýt chẳng hạn, mà người lái xe buýt tài xế hỏi là anh chị đi đâu thì anh chị trả lời là đi đâu cũng được đó, không đó thì tức là những cái tình huống đấy thì nó không có một cái mục tiêu rõ ràng thì nó rất là nguy hiểm. Trước khi chúng ta, trước và trong khi chúng ta đầu tư thì chúng ta đều phải xác định cái điểm này, cái mục tiêu lợi nhuận để chúng ta phấn đấu chúng ta đạt được. Anh chị nhớ nha, xác định mục tiêu lợi nhuận không, cái này rất là quan trọng. Xác định mục tiêu khi tham gia đầu tư không, đã xác định mục tiêu khi chúng ta tham gia đầu tư thì khi chúng ta tham gia đầu tư, cái chỗ này nó là một trong những cái quan trọng nhất. Nếu mà chúng ta có mục tiêu á, thì chúng ta sẽ dễ thực hiện hơn, sẽ cảm thấy là nó gần hơn. Còn nếu chúng ta không có mục tiêu á, thì chúng ta không biết là chúng ta phải đi như thế nào, sẽ đi đâu. Lúc đó thì chúng ta sẽ cảm thấy nó hơi xa vời một tí. Cái mục tiêu này á, thì các anh chị nên xác định trong cái thời gian dài hạn, xác định mục tiêu khi tham gia trong một cái khoảng thời gian dài hạn. Có nhiều anh chị khi mà tham gia vào thị trường này á, thì hay nói là cứ một ngày là lời được 3% hay là 5% gì đó, mà có nghĩa là những anh chị đó là thường là chỉ tính theo ngày thôi. Thông thường thì cứ gọi là có mình thấy có chia sẻ trên các cái diễn đàn, rồi khi mà gặp gỡ ở ngoài ấy, thì cũng thường nói là một ngày là chị lời được 3%, cứ ngày nào chị cũng lời 1-2% gì đó. Thì những trường hợp đó thì mình theo quan điểm của mình là họ có thể họ chưa xác định được một cái mục tiêu lâu dài mà họ chỉ nghĩ theo ngày thôi. Thì cái điều đó nó rất là nguy hiểm. Thông thường trong đầu tư á, mà chúng ta xác định mục tiêu theo ngày á, thì cái sự tính toán của chúng ta và cái sự gọi là nghiêm túc trong cái việc thực hiện cái kế hoạch của chúng ta về dài hạn nó sẽ không còn nữa. Và cái sự gọi là cái lòng tham của chúng ta đó nó sẽ nổi lên, và những cái điều đó nó sẽ khiến cho chúng ta không kiểm soát được bản thân. Cho nên là cái mục tiêu này theo quan điểm của mình á, để mà các anh chị có thể thành công trong lĩnh vực tài chính á, thì nên là mục tiêu dài hạn, và ít nhất thì nó cũng kéo dài trong 3 tháng chứ không nên thấp hơn 3 tháng. Các anh chị không nên xác định là một ngày tôi phải kiếm được bao nhiêu cả, không? Đó, không nên xác định là như vậy. Có anh Khoa hỏi là mục tiêu 10% tháng ổn hay không? Nếu mà dùng đòn bẩy tài chính nhẹ nhẹ thôi, cũng không cần phải dùng nhiều, thì cái khả năng 10% một tháng là một cái khả năng hoàn toàn có thể đạt được. Nhưng mà thông thường với cái mức lợi nhuận này thì nó chỉ áp dụng
cho những cái tài khoản mà nó dưới 50.000 đô thì nó hợp lý. Chứ còn khi mà tài khoản đầu tư của một nhà đầu tư mà trên 50.000 đô không, thì theo quan điểm của mình là nên áp dụng cái mức lợi nhuận thấp hơn 10% mỗi tháng không, nên là như vậy. Rồi, thứ hai không, đó là chúng ta không nên tham lam, không đánh bạc, không gây cú không. Không tham à, không đánh bạc, không cây cú không. Những cái vấn đề về tâm lý như thế này là rất quan trọng trong đầu tư, các chị không nên xem thường nha. Nhiều khi chúng ta bị lỗ hoặc là chúng ta lời, chúng ta cũng không biết là tại sao chúng ta lời, chúng ta lỗ. Nhiều khi chúng ta lỗ chẳng hạn, giả sử như các chị bị lỗ chẳng hạn, các chị xảy ra một cái vấn đề tâm lý là khi lỗ á, thì cố gắng nâng cái khối lượng giao dịch lên thật là cao để mà bù lại cái lỗ đấy, hoặc là các chị cho rằng là ví dụ như lỗ 3 lệnh liên tiếp đi thì các chị bị cây cú, các chị vô tiếp, các chị không tin là lệnh thứ tư có thể lỗ tiếp nữa, tại vì các chị dựa theo thuyết xác suất mà thì đó là những cái nguyên nhân mà chúng ta sẽ không thể đi lâu dài với thị trường được không. Đó, kiểm soát bản thân là một trong những cái yếu tố quan trọng bậc nhất trong đầu tư. Nếu mà chúng ta không kiểm soát được bản thân thì tốt nhất là chúng ta không nên đầu tư. Đó, mình lấy có một cái ví dụ như thế này để cho các chị thấy là giả sử như chúng ta thua 10 lệnh liên tiếp á, giả sử như chúng ta thua 10 lệnh liên tiếp thì lệnh thứ 11 chúng ta cũng chỉ có 50-50 thôi, chứ không có phải là 10 lệnh liên tiếp thì lệnh thứ 11 chúng ta có cơ hội cao hơn 50 đâu. Bây giờ cứ cho rằng nha, mình lấy một cái bài toán như thế này. Cứ cho rằng á là cái xác suất của chúng ta là 50-50 đi. Không. Đó, là các chị nghĩ rằng á là thua, ví dụ như trong khi mà xác suất là 50-50 á, thì các chị sẽ nghĩ rằng á, là trong 10 lệnh thì các chị sẽ thắng ít nhất 5 lệnh. À, cái tâm lý chúng ta nghĩ là như vậy. Nhưng mà nếu mà suy nghĩ theo cách đó là chúng ta bị thua đó. Và chúng ta sẽ dẫn tới nhiều các cái tâm lý, những cái quan điểm nó bị lệch. Nó cũng không có đúng với về mặt xác suất. Mình giải thích như thế này. Cái xác suất 50-50 không là áp dụng cho một cái con số không, áp dụng cho một cái con số bất kỳ, có thể là một con số rất là lớn không. Thì khi mà chúng ta nghĩ trong đầu á, nếu mà chúng ta không hiểu như vậy, chúng ta nghĩ trong đầu á, là nếu mà chúng ta vô 10 lệnh chúng ta sẽ thắng được 5 lệnh, điều đó nó không đúng. Nếu mà trong trường hợp không mà chỉ có 10 lệnh giao dịch không, mà các anh chị chỉ có thôi nha, nếu có một cái xác suất nào đó mà nó chỉ có 10 lệnh giao dịch thôi mà chắc chắn là 50%, thì các chị vô 10 lệnh đó thì các chị sẽ có 5 lệnh thắng. Tuy nhiên ở đây 50% nó không có áp dụng cho con số 10 hay là con số 100 lệnh hay 1.000 lệnh cả. Các chị nếu mà các chị tư duy một tí các chị sẽ hiểu không. Đó, 50% ở đây có thể là 50% của 10, có thể là 50% của 100, có thể là 50% của 1.000, có thể là 50% của 10.000 chẳng hạn, 10.000 lệnh chẳng hạn. Thì 10 lệnh các chị vô đầu tiên có thể gì lỗ hết 10 lệnh.
thậm chí 100 lệnh cũng có thể lỗ 100 lệnh. Đó, xác suất nó là như vậy đó. Không. Nếu mà chúng ta cái chỗ này nó hơi trừu trừu tượng một tí, các anh chị suy nghĩ một tí thì nó mới ra được không? Chứ nếu mà chúng ta cứ nghĩ là 50% theo cái xác suất bình thường á, 10 lệnh chắc chắn vô là có 5 lệnh lời thì không đúng đâu. Không. Và mình giả sử như thế này. Nếu mà chúng ta vô 10 lệnh mà có 5 lệnh thắng, không, 5 lệnh thua mà thắng thua nó bằng nhau thì chúng ta vẫn cứ lỗ. Lỗ ở đây là lỗ cái phí giao dịch đó. Không. Đó. Cho nên á là khi mà chúng ta tham gia vào đầu tư á, thì cái tâm lý không tham, không đánh bạc, không cây cú cũng là một điều rất là quan trọng mà chúng ta cần phải tránh. Không. Thì lúc đó chúng ta sẽ thành công hơn. Rồi. Tiếp theo, để mà tránh cái tình trạng là nhiều khi chúng ta đam mê quá trong đầu tư, khi mà chúng ta thực sự chưa có nhiều kinh nghiệm á, chúng ta đam mê quá, chúng ta bị nghiện luôn đó, nghiện đầu tư á, nghiện vô lệnh, hoặc là đôi khi là mất quá nhiều thời gian nhưng mà cái công việc khác á, thì chúng ta không có hoàn thành, không? Thì chúng ta đặt ra quy định là mỗi ngày chúng ta chỉ tối đa là khoảng 30 cho tới là một tiếng đồng hồ, không, chúng ta tham gia vào lĩnh vực này thôi. Cứ dành, nó giống như học tiếng Anh hay là các cái thứ khác thôi. Mỗi ngày chỉ cần dành 30 phút dành cho nó là đủ rồi. Không, đầu tư thì chỉ có như vậy thôi. Thì khi mà chúng ta thực hiện được cái điều đó, chúng ta sẽ rèn luyện được cái kỷ luật. Không, và có kỷ luật rồi thì theo quan điểm của mình, một người đầu tư mà có kỷ luật đó thì 7 đến 80% là đã thành công rồi. Nào. Rồi. Chúng ta phải cần không? Làm chủ lý trí trong mọi tình huống. Nào. Làm chủ lý trí trong mọi cái tình huống. Có một số trường hợp á, khi mà chúng ta lời nhiều quá thì chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta hay không, đó chúng ta giỏi, không gì có thể đánh bại được chúng ta, thì điều đó nó không đúng. Không. Nó có một cái hồi xưa á, mình có đọc một cái nghiên cứu của các cái nhà khoa học Do Thái, không, các nhà khoa học Israel Israel á, thì họ có một cái nghiên cứu nó nói như thế này. Mình thấy có một từ từ mình thấy có một câu hỏi. À, không phải một câu hỏi, mình tiếp tục chủ đề. Không. Thì các nhà khoa học Israel họ nghiên cứu họ tìm ra một cái quy luật như thế này nè. Trong mình lấy cái ví dụ này thì các anh chị sau này các anh chị sẽ thấy là nó đúng trong rất là nhiều trường hợp, và khi mà mình đọc cái nghiên cứu đó mình cũng thấy nó đúng trong trường hợp của mình luôn đó. Không. Trong một cái trường dạy, trong một cái trường dạy phi công, không, trong một cái ngôn cái cơ sở đào tạo phi công máy bay quân sự của Israel á, thì họ có đánh giá về khoa học, không, đối với các cái phi công, thì đối với những cái phi công nào á mà hôm trước, không, bay rất là tệ, không, cái điểm cho điểm cái phi công đó thấp á, thì khi mà được sếp động viên á thì hôm sau thì anh ta bay được được tốt hơn, không, bay được tốt hơn. Có một số trường hợp là như vậy, không, đó. Tuy nhiên á, một thời gian sau cũng động viên nhưng mà anh ta lại bay không tốt, thì lúc đầu người ta cứ nghĩ rằng á, lúc đầu khi mà trước cái thời gian mà anh ta bay không tốt trở lại đó, thì khi mà được lời động viên á thì người ta cứ nghĩ rằng á là một người khi mà được động viên làm một cái công việc gì đó thì
người ta sẽ làm tốt hơn. Thực tế là trong trong thực tế là đúng là cái khả năng mà người ta làm tốt hơn là cao hơn một tí, nhưng mà đối với một số cái công việc có tính chất gọi là kỹ thuật cao như là đầu tư hoặc là lái máy bay phi công gì đó chẳng hạn, không đòi hỏi sự nghiêm túc trong công việc và đòi hỏi các cái tư duy trong trong công việc đó, thì nhiều khi động viên là đúng là tốt, nhưng mà nó không có nâng cao lên được cái khả năng chiến thắng của chúng ta đó. Thì tức là như này, cái ý của mình khi mà đưa ra cái ví dụ như vậy đó, không có nghĩa là gì? Khi mà chúng ta chiến thắng trong một khoảng thời gian không có nghĩa là chúng ta giỏi, mà có thể trong thời gian đó là chúng ta có một cái yếu tố gì đó nó may mắn hơn trong những khoảng thời gian còn lại, và sau cái khoảng thời gian đó đâu nó lại vào đó, chúng ta vẫn quay về chính chúng ta. Không, nếu mà chúng ta người ta gọi là gà đó, không nếu mà chúng ta gà thì chúng ta lại quay về gà thôi. Không, nếu mà chúng ta là thiên nga thì khi mà chúng ta gặp thất bại thì chúng ta lại quay trở về là thiên nga. Các chị, nếu mà cái chỗ này nó hơi khó hiểu một tí, không nếu mà chúng ta không hiểu thì chúng ta hỏi lại nha. Nào, có nghĩa là cái ý mình nói là như này nè, chúng ta không thể giỏi lên được trong nhất thời được, cái gì nó cũng phải trải qua một cái quá trình lâu dài. Không, đó, nếu mà chúng ta có chiến thắng trong một khoảng thời gian thì cũng đừng bao giờ nghĩ rằng là chúng ta là một người xuất chúng hay là gì đó, không có gì đánh bại được chúng ta. Thì cái tâm lý đó nhiều nhà đầu tư gặp phải lắm, nó không rồi lại đâu lại vào đó thôi. Không, nên nếu mà chúng ta bỏ qua được cái yếu tố tâm lý như vậy á thì nó sẽ rất là tốt trong đầu tư. Rồi, tiếp tục. Chúng ta phải lập kế hoạch, không? Để mà chúng ta biết cái lộ trình để chúng ta đi như thế nào á, là phải có cái kế hoạch, lập kế hoạch đầu tư. Và thời gian hoàn vốn. Cái này rất là quan trọng. Nếu mà trong trường hợp á, các anh chị sử dụng lãi suất kép á, gọi là lợi nhuận kép cũng được, thì cái thời gian hoàn vốn cái điểm này nè nó sẽ nhanh hơn. Nhưng mà các chị lưu ý á, là khi mà chúng ta hoàn vốn rồi á, thì tốt nhất là chúng ta lấy cái vốn của chúng ta ra và để cái gốc mà để cái lãi là chúng ta giao dịch. Ví dụ nha, các chị có bỏ ra 1 tỷ đi, không thì các chị sử dụng lợi nhuận kép các chị sẽ lời được. Nếu mà lời nhà trong trường hợp lời, mình không nói trong trường hợp lỗ đâu, trong trường hợp lời ấy, không thì các chị sử dụng công thức lợi nhuận kép để tái đầu tư liên tục á, thì các chị sẽ nhanh chóng kiếm được thêm 1 tỷ nữa trong một thời gian nó khá là ngắn. Tuy nhiên á, là khi mà chúng ta đã kiếm được thêm 1 tỷ nữa thì chúng ta tốt nhất là chúng ta rút cái 1 tỷ vốn của chúng ta ra, không đó thì nó có một lúc đó nó lại xảy ra một cái vấn đề tiếp theo, cũng là về yếu tố tâm lý. Thì có nhiều nhà, có cứ 10 nhà đầu tư mình gặp thì có 9 nhà đầu tư họ chia sẻ như này nè, khi mà rút cái vốn gốc ra đó, không thì để cái lợi nhuận lại thì tâm lý nó thoải mái, thì gia tăng khối lượng lên giao dịch, một là ăn cả ngã thì chúng ta vẫn còn cái gốc mà, thì điều đó nó lại là một cái vấn đề không tốt trong đầu tư. Không, đó thì tốt nhất á các chị là khi mà để cái lợi nhuận lại đó thì các chị cứ coi nó là vốn của mình, vì thực tế đó là đã là tài sản của mình rồi. Không, đó thì để cái vốn đó lại, các chị vẫn cứ theo kế hoạch như ban đầu mà làm tái đầu tư liên tục và đầu tư một cách chậm rãi thôi. Không, đó chứ không có nên nghĩ rằng đó đó là cái lợi nhuận á, thì chúng ta đập vô chục lót, một là nó lên từ 1 tỷ lên 10 tỷ, còn hai là mất tỷ đấy thì cũng không sao, tại vì mình rút cái vốn ra rồi, điều đó nó lại là một cái quan niệm phản đầu tư. Nào, nó là đánh bạc chứ không phải là còn là đầu tư nữa.
Rồi, thì đó là một trong những cái phần mình chia sẻ không? Về cái chủ đề là chúng ta chiến thắng được chính bản thân chúng ta và chúng ta kiến tạo được lợi nhuận trong thị trường tài chính không? Cái vấn đề còn lại thì đó nó phụ thuộc vào mỗi người lĩnh hội như thế nào và cái khả năng chúng ta tiếp thu kiến thức ra sao, cũng như là cái mức độ cố gắng của chúng ta. Nào, còn bây giờ thì mình sẽ có một cái phần, phần này thì thể theo các cái yêu cầu từ nhiều nhà đầu tư, cũng như là yêu cầu từ bên góc đầu tư. Thì mỗi cái chương trình á, mình đều có một cái phần phân tích thị trường dựa trên các cái biểu đồ giá, mô hình giá và các phân tích từ phân tích cơ bản cho tới phân tích kỹ thuật để đánh giá thị trường, hỗ trợ cho các chị trong quá trình mà các chị đầu tư. Thì bây giờ các chị có cái đề nghị nào không về việc là mình phân tích cho các chị xem cái sản phẩm nào á, thì các chị cứ đề xuất lên trên group chat nào, cứ comment lên. Hiện nay á, thì mình thấy có một số các cái sản phẩm mà các bạn có thể quan tâm là các chỉ số chứng khoán nè, dầu nè, vàng nè, Eurodô nè. Đó, thì Eurodô đúng không? Eurodô, các bạn Nhật nói là Eurodô. Eurodô á, thì chúng ta thấy là trong cái thời gian gần đây nó biến động lên mạnh, xuống mạnh rồi lại lên mạnh lại. Thì tại vì cái tình hình dịch Covid-19 tại Mỹ và tại châu Âu á, nó diễn biến phức tạp. Lúc thì bên này nhiều hơn, lúc thì bên kia nhiều hơn. Lúc lúc thì bên này tốt lên, bên kia xấu đi. Lúc mà bên kia tốt lên, bên này lại xấu đi. Cái tình hình nó diễn biến vô cùng phức tạp như vậy, cho nên là cái cặp tỷ giá này nó biến động cứ lên xuống vậy đó. Các nhà đầu tư sẽ nhìn vào cái khả năng khống chế dịch của mỗi bên để đánh giá cái đồng tiền đó. Đối với Eurodô á, đây là khung thời gian ngày, thì mình cho rằng là như thế này. Cái cặp tỷ giá này á, nếu mà nó có giảm xuống nữa, cái cặp tỷ giá này thì mình vẫn thiên về cái hướng là mình nên mua lên. Tại vì cái lực đối với đồng đô á, hiện tại nó đã tương đối bị chặn đứng rồi, cái lực mua của đô la nó tương đối bị giảm sút so với cách đây 3 4 tuần rồi. Cặp này thì mình vẫn đánh giá là theo chiều hướng là chúng ta nên buy không? Thì trong trường hợp mà các anh chị buy á, các chị để ý nè, ở trước nó có hai cái vùng đáy nè, đây là vùng thứ nhất, đây là vùng thứ hai. Các chị đặt cái stop loss ở dưới hai vùng này thì thấp quá, cái stop loss của chúng ta nhận phải rất là lớn, cho nên chúng ta tham khảo hai vùng giá này để đặt cái stop loss. Một qua chúng ta đặt cái, nếu mà buy chỗ này chúng ta đặt cái stop loss dưới vùng giá đáy này một tí không? Hai, các chị có thể đặt cái stop loss dưới cái vùng giá này một tí. Thì theo quan điểm của mình á, theo quan điểm của mình á, thì thông thường nếu mà chúng ta lướt sóng thì chúng ta không cần phải đặt như này, nhưng mà các chị đầu tư dài hạn á thì các chị nên đặt cái stop loss nằm ở dưới này, ngay chỗ vùng giá là 1.08735. Còn cái vùng giá ở trên này á, thì nó hơi gần, nó không tốt. Nó gần quá thì nó cũng không tốt. Đó, thì cái stop loss chúng ta đặt là như vậy. Thì khả năng mà trong những cái ngày tới á, cái cặp này nó tăng rất là cao, khả năng nó tăng lên rất là cao. Đó. Trong trường hợp mà các chị đặt cái take profit đối với cái lệnh buy á, thì chúng ta có cái mốc sau đây để chúng ta tham khảo. Ở đây á, là chúng ta thấy có một cái đỉnh nè. Ở đây chúng ta có một cái đỉnh nữa, thì đây là một cái mức take profit gọi là, có thể nói là đáng gọi là để đặt đó. Từ đây, từ cái lệnh buy chúng ta trong giai đoạn này, trong cái vùng giá này mà lên đây á, là chúng ta được tới 400 pip, thì cũng rất là nhiều đó. Còn anh chị nào mà chúng ta lướt sóng ngắn hơn thì ngay chỗ này là một cái mốc khác, nó cũng khá là ổn.
Ở đây chúng ta có thấy một cái vùng đáy nè, đáy nè, đỉnh nè, đỉnh nè, đỉnh nè. Cái vùng này trong trường hợp nó tăng lên vùng này là vùng chắc chắn chúng ta đạt được, không? Đó. Rồi. Còn anh chị nào mà kinh doanh theo cái hơi hướng nó tương đối dài hạn hơn á thì mình khuyến nghị là chúng ta có thể đặt cái stop loss nó xa hơn một tí, có thể là lên tới những cái vùng trên này chẳng hạn, không? Đó. Nhưng mà lên được tới đây á thì nó mất thời gian rất là dài, cho nên là chúng ta cứ chiến thắng trong những cái mốc gần gần phía trước đi, không? Có một anh hỏi là SP500. SP500 thì chúng ta thấy là trong mấy ngày gần đây thì nó tăng trở lại khá mạnh, không? Tại vì thị trường chứng khoán Mỹ nó phục hồi. Tuy nhiên á thì chúng ta thấy là cái mức điểm của SP500 nó cũng chỉ là 26.000 thôi, và nó còn thấp hơn so với mức 33.000 3.300 chứ. Hiện giờ là 2.600. Nó vẫn còn khá là thấp hơn so với cái mức 3.300 rất là nhiều. Thì điều đó chứng tỏ là thị trường chứng khoán Mỹ nó vẫn còn đang bị tổn thương khá nặng trong cái lúc mà bệnh dịch nó đang ở cái mức độ rất là phức tạp như thế này, không? Kinh tế của Mỹ, tài chính của Mỹ đang gặp rất là nhiều khó khăn, không? Thì vấn đề là bây giờ chúng ta đánh giá là chúng ta mua hay là bán, không? Và cái chốt lời là đâu? Đó là cái quan trọng, đúng không ạ? Theo quan điểm của mình á, thì SP500 nó sẽ chưa thể tăng mạnh trở lại sau cái khoảng thời gian tăng mạnh trong mấy ngày qua á, thì từ đây cho tới khoảng giữa tháng này, cho tới khoảng giữa, ít nhất là giữa tháng này luôn, à giữa tháng 4 chứ, từ đây cho tới giữa tháng 4, tại vì hôm nay là 31 tháng 3, vẫn còn là tháng 3. Từ đây cho tới giữa tháng 4 á, thì nó sẽ rất là khó để mà phục hồi lên được các cái mức ở trên này, chẳng hạn như mức này. Nó sẽ gần như không thể phục hồi lên được mức 3.000. À. Trong trường hợp mà các chị mua á, thì cái vùng giá sau đây chúng ta có thể tham khảo, đó là vùng giá này hoặc là vùng giá này trên này. Ở đây chúng ta có một cái vùng giá khác nữa đây, à, đó đó là những cái mốc chúng ta có thể tham khảo. Còn những cái mốc mà 3.000 trên này á, thì là xa quá, chúng ta rất là khó đạt được trong thời gian này, và chúng ta cũng không nên đánh giá nó xa quá làm gì. À. Rồi, ở ngay chỗ này chúng ta có hai mốc gần nhau thì các chị có thể dùng công cụ để tô lên. Đó, tô lên để cho chúng ta nhớ lần sau cứ đụng vô đây là chúng ta chốt lời, không? Đó, đụng vô vùng giá giữa hai mốc này á, thì chúng ta chốt lời là ổn. À. Rồi, về cái nguyên nhân mà nó tăng á, là nó rất là đơn giản là như thế này. Sau khi các nhà đầu tư trên thế giới cũng như là các cái quỹ đầu tư ở Mỹ bán tháo ồ ạt, bởi họ rất lo ngại về tình hình kinh tế trong cái giai đoạn dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và ngày càng trầm trọng. Thông thường á là thị trường sẽ phản ứng rất là nhanh chóng, giảm xuống rất sâu, bởi hiện nay có rất là nhiều các máy tính đầu tư chứ không phải là con người nữa. Các quỹ đầu tư lớn nói chung là cá mập á, không? Thì bây giờ hầu hết là họ đang dùng các cái chương trình trí tuệ nhân tạo, tức là AI đó, để họ giao dịch rồi. Cho nên là khi thị trường xuống nó tự động nó bán, nó tự động nó bán, cứ xuống từ 2 cho tới 5% là tự động nó bán ra một cái khối lượng nào đó, cho nên nó đẩy thị trường xuống một cách rất là sâu. Thì khi mà thị trường xuống rồi á, thì thực tế là những người đu đỉnh á, thì đã lỗ rồi. Nhưng mà đối với một số nhà đầu tư khác, một số các quỹ đầu tư khác, thì đó, khi mà họ chưa tham gia vô cái sản phẩm đó, thì đó nó lại là một cái cơ hội để họ có cái tỷ suất lợi nhuận cao khi thị trường phục hồi. Chính vì thế họ chớp thời cơ, họ nhảy vô. Thị trường lúc mà nó đã xuống khá sâu, mất tới 1/3 giá trị thị trường rồi, họ nhảy vô. Và đó là những cái thời điểm mà họ chốt lời một cách mãnh liệt nhất và có cái tỷ suất lợi nhuận cao nhất. Bây giờ
mình nói, mình lấy một ví dụ rất là đơn giản cho các chị dễ hiểu về cái ý mình muốn nói nãy giờ là như thế này nè, anh chị kinh doanh, ví dụ như anh chị kinh doanh một cái sản phẩm gì đó đi, nào các anh chị xác định á, là khi bán ra thì bán với giá là 40.000 đồng thì mình có lợi nhuận đúng không? Đó. Vậy thì nếu mà cái đầu vào nó có giá là 30.000 đồng với cái đầu vào nó có giá là 20.000 đồng thì hỏi các anh chị muốn mua giá nào để các anh chị kinh doanh mặt hàng đó, các anh chị làm ơn comment lên group chat. Và các chị thấy là mua ở cái giá nào thì có lợi nhuận hơn và muốn mua cái giá nào hơn ạ? 20.000 đồng. 20.000 đồng thì nó sẽ có cái tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Nào, giống như Warren Buffett nói thôi, dù là quần áo hay là cổ phiếu thì chúng ta chỉ nên mua khi nó đang có cái đợt giảm giá, tức là giá nó đang ở thấp á, không? Đó, thì chúng ta mua đó, thì chúng ta sẽ có cái lợi nhuận cao hơn khi mà giá nó phục hồi trở lại. Không? Chúng ta nhiều khi lo ngại quá nó cũng không phải là một cái tốt. Không? Trong đầu tư thì đôi khi chúng ta cũng nên gọi là có một xíu, không nên mạo hiểm tất cả những gì mình đang có, nhưng mà một xíu gọi là mạo hiểm một xíu thôi thì nó cũng là một cái hay. Không? Đó. Warren Buffett cũng từng nói một câu nữa là khi người khác sợ hãi á thì mình nên tham lam. Các chị nên nhớ những cái kinh nghiệm đầu tư đó, không? Rất là quan trọng. Rồi. Còn anh chị nào muốn mình phân tích cái sản phẩm nào nữa không ạ? Hồi nãy mình mới có phân tích về cái việc đặt chốt lời SP500 chứ chưa có đặt cắt lỗ đúng không? Cắt lỗ á thì các chị tham khảo cái vùng đáy này. Nếu mà anh chị nào đang mua á, thì tham khảo vùng đáy này để đặt cắt lỗ này, đó ngay chỗ đó đó. Cái vùng đáy này á, thì nó ở cái vùng giá là 2.400, 2.500 đó, khoảng tầm 2.500. Đó. Đó. Thì chúng ta nếu mà chúng ta đặt cắt lỗ ở đó thì chốt lời chúng ta phải lớn hơn. À, chúng ta phải chốt lời ít nhất là 2.800 cho tới là 2.900. À. Anh Johnny có hỏi là giá dầu như thế nào? Giá dầu á thì bây giờ mình khó đánh giá về mặt phân tích kỹ thuật lắm. Tại vì giá dầu bây giờ nó đang bị gọi là có thể nói là các cái quốc gia cường quốc về năng lượng đang đua nhau họ khai thác càng nhiều càng tốt để họ tranh giành thị phần giữa lúc là cái nhu cầu sử dụng năng lượng của toàn thế giới nó đang ở mức cực kỳ thấp. Không? Thì giá dầu ngày hôm qua đã đạt cái mức thấp nhất trong vòng 18 năm. Không? Đó, trong vòng gần 2 thập kỷ thì ngày hôm qua là lúc mà giá dầu nó đã đạt cái mức thấp nhất trong 18 năm. Cho nên với cái tình hình là Mỹ là cường quốc về năng lượng và là nước khai thác dầu mỏ lớn nhất thế giới trong năm 2019. Đó, họ ngày càng mạnh về năng lượng, vượt cả Nga với Ả Rập Xê Út á, thì hai quốc gia kia họ không chấp nhận đứng nhìn và họ cũng quyết định là phải tiêu diệt các cái nhà sản xuất năng lượng của Mỹ để tranh giành thị phần, cho nên họ mới tăng cái sản lượng khai thác lên. Và một cái điều tất yếu là khi mà chiến tranh năng lượng như vậy đó thì cái giá dầu nó sẽ giảm xuống rất là sâu. Rồi, còn chị nào chúng ta mong muốn mình phân tích sản phẩm nào nữa không ạ? Dầu á, thì mình đánh giá là trong vòng ít nhất là tuần này cho tới tuần sau, 2 tuần nữa thì nó rất khó để vượt qua mức 25 đô trên thùng.
Có một anh hỏi là sao màn hình đen thui, thì không biết là các anh chị khác có đang nhìn thấy màn hình không ạ? Các chị comment lên là thấy, nếu mà các chị đang nhìn thấy. Rồi. Các chị nào mong muốn là mình sẽ phân tích giúp cho các chị cặp tỷ giá hay là sản phẩm nào khác không? Vàng thì nếu mà anh chị nào mà đang có mua lệnh vàng mà tuyên bố là để dài hạn thì xin chúc mừng anh chị đó nha. Vàng năm nay có thể lên tới hơn 2.000 đô cho một ao đó. Anh chị nào mà đang mua vàng mà xác định là để dài hạn thì xin chúc mừng. Và năm nay mình đánh giá có thể lên tới hơn 2.000 đô một ao. Có một anh hỏi là thật không chuyên gia. Trời ơi, cái này là nếu mà anh không anh nghi ngờ về cái, thực ra thì nếu mà mình nói là về độ chính xác thì mình không bao giờ mình nói được rằng là trong đầu tư là có một cái phân tích nào đó mình đánh giá chính xác 100%. Mình không thể nói với anh là 100% được, không? Tại vì nếu mà nói như vậy thì nó thành ra là mình quá chủ quan, quá tự tin rồi đó. Trong đầu tư thì không thể nào mà mình nói là cái gì đó chắc chắn được. Nhưng cái khả năng nó lên tới 2.000 đô rất là cao, ít nhất là cũng lên tới 70 đến 75%, không? Đó. Có khi nó lên tới 80% đó. Còn nếu mà anh nghi ngờ về cái độ chính xác trong các cái đánh giá dài hạn của mình á, thì anh có thể liên hệ với các bạn bên góc đầu tư, thì mình đã hợp tác với góc đầu tư cũng được một thời gian khá lâu, và mình cũng đã thực hiện các cái buổi talk show với bên góc đầu tư để chia sẻ cho các nhà đầu tư ở bên đó, không? Và có thể nói là cho tới thời điểm hiện tại thì hầu như những cái dự báo về trung và dài hạn của mình thì hầu như không có trật cái nào hết, không? Rồi. Các anh chị nào còn vấn đề gì chúng ta thắc mắc hoặc là chúng ta cần mình hỗ trợ nữa không ạ? Bây giờ mình phân tích vàng nó có thể lên tới đâu nha. Bây giờ mua á, trong trường hợp mà các anh chị mua á, không? Chờ mà các anh chị chờ tí, mình xóa bớt mấy cái đường thẳng này đi. Đây, mua mà lướt thôi á thì chúng ta đặt cái stop loss dưới cái đáy, dưới cái bóng nến của cái vùng điều chỉnh này, không? Nếu các chị mua mà gọi là lướt thôi á thì đặt cái stop loss dưới cái vùng bóng nến này, và cái take profit của các chị á thì đặt trên ngay chỗ đỉnh này, không? Đó, hoặc là cái đỉnh này, lấy đỉnh này cũng được đó. Thì nhìn chung á, chúng ta có hai cái mốc take profit gần nhau thì chúng ta tô đậm nó lên để chúng ta biết, không? Đó, đó là cái mốc mà chúng ta take profit trong ngắn hạn đó. Nói ngắn thì ngắn thôi chứ lên tới đó thì các chị lời cũng được tới 7 đến 80 giá trên một ao rồi đó. Có bạn, có chị Võ Thanh Ngân có nói là bạn hỗ trợ bảo là tới 2:30 mới bắt đầu, thì cái này chắc là bạn bạn ý là có một chút nhầm lẫn, thì mong chị thông cảm. Thì tại vì những cái buổi như thế này á, thì có cái clip ghi lại, cho nên là nếu mà chị còn xem lại á, thì có thể gửi cho chị xem sau. GBP USD.
Đây là cặp tỷ giá biến động rất mạnh. Thì trước khi mà mình phân tích cái sản phẩm này thì mình có đưa ra cái lời khuyên như thế này. Trong thời điểm hiện tại là không nên đầu tư vào cái sản phẩm này. Tại vì cái sản phẩm này nó biến động là siêu mạnh chứ không phải là mạnh bình thường, không. Siêu mạnh thì nó có hai cái tình huống, một là chúng ta lợi nhuận siêu khủng khiếp, hai là chúng ta mất cái khoản tiền chúng ta đầu tư. Không, cho các anh chị chọn luôn đó. Không, cho các anh chị chọn đó. Không, một là chúng ta lợi nhuận siêu khủng khiếp, mà hai á là chúng ta mất khoản đầu tư. Thì mình á thì mình không có thích mất cái khoản đầu tư. Đối với riêng quan điểm của mình á thì không thích mất khoản đầu tư. Còn nếu mà các anh chị vẫn muốn á nha, trong trường hợp mà các anh chị vẫn muốn gọi là chấp nhận một cái mức rủi ro nào đó, thì mình có một cái bài toán như thế này. Các chị nhìn thật kỹ nha. Bắt đầu mình share nè. Có một bài toán như thế này. Trong trường hợp các chị vẫn muốn đầu tư vào cái cặp tỷ giá đó để có lợi nhuận khủng khiếp á, thì ví dụ như các chị có vốn. Vốn nha. Là 10.000. 10.000 đô. Vốn 10.000 đô. Các chị không nên bỏ hết 10.000 đô này vô cái sản phẩm GBP USD đó, không. Tức là bản cặp bản đô đó. Không. Vốn ta 10.000 đô thì chúng ta bỏ ra nào. Lần lượt nha. Bỏ ra lần lượt là 2.001, không, 1.000 từ nha, từ 1.000 đến 2.000, từ 1.000 cho tới 2.000 đô cho một lần đầu tư vào cái sản phẩm đó, không. Thì giả sử mà trong một đêm mà nó biến động, có những cái thời điểm trong giai đoạn này mình thấy cái những thời điểm mà một đêm nếu biến động 400 pip, giả sử các chị bỏ 2.000 này ra, các chị vô một lót đi thì 400 pip á, hai lót đi chứ, hai lót, không, một lót thôi, thời gian một lót thôi, 400 pip á thì các chị lời được là 4.000 đô, 2.000 mà lời được 4.000 đô tức là 200%. Còn nếu nó đi ngược thì các anh chị mất 2.000 này, không? Đó. Thì khi mất 2.000 này thì các chị vẫn còn 8.000 để các chị bỏ ra lần tiếp theo. Thì các chị cứ nghĩ như này. Cái này là xác suất thôi. Thì trong lần 5 lần bỏ 2.000, các chị nếu mà một lần bỏ 2.000 thì các chị có quyền bỏ ra 5 lần. Thì 5 lần đó các chị trúng 2 lần đó, thì coi như là các chị lấy lại được vốn rồi, trúng 3 lần thì lời rồi. Không? À, hai lần là lời rồi chứ không cần tới ba lần. Không, hai lần là lời rồi. Hai lần mỗi lần trúng 4.000 thì các chị có 8.000 cộng với 4.000 tiền vốn còn lại nữa là 12.000. Không. Rồi. Rồi, thì cái cặp GBP USD này hiện tại là nó đang phục hồi nhanh chóng. Mình đánh giá đó, thì đối với cái sản phẩm này thì chúng ta trong thời điểm hiện tại chúng ta không nên bán xuống mà chúng ta nên mua lên. Nhưng mà chúng ta đợi tí chúng ta mua lên, đừng có mua lên ngay bây giờ. Chúng ta đợi nó về cái vùng giá ngay chỗ đường trung bình này nè. Các chị để ý nè. Đó, nó đợi 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 nó về vùng giá đó chúng ta mua lên nha. Còn bây giờ thì chúng ta không nên mua ngay. Nó sẽ về vùng giá này nha. Nó sẽ về vùng giá đường trung bình này. Đó. Đó.
công ty đó, ngay chỗ vùng giá đó. Nó sẽ về vùng giá này và các anh chị mua từ đây, chúng ta mua lên nào. Thì các anh chị chốt như này, đã vẽ cái đường trend này, khi nó đụng đường trend này chúng ta chốt lệnh, hoặc chúng ta có thể chốt theo cái đáy này không, theo đáy này đó. Thì đó là hai cái đáy này với cái đáy này với cái đỉnh này, nó là trùng nhau đó các anh chị không. Các chị thấy là đỉnh nè, đáy nè, đáy nè, thì ngay chỗ giao điểm này nè, ngay chỗ cái giao điểm giữa hai cái vùng mà hai cái đường mà nó mang tính chất là kháng cự đó, thì chúng ta có thể sẽ là mức chốt lời rất là hoàn hảo đó không. Rồi thì bây giờ là 2:30 rồi, thì mà cái thời gian của chương trình của chúng ta cho tới thời điểm hiện tại là đã kết thúc. Mình cũng không có nên kéo dài quá lâu không, tại vì là có thể là tại vì bên các đầu tư thì cũng còn rất là nhiều các cái cần dùng cái phần mềm này để có những cái phần chia sẻ khác không, và cũng như là cái nếu mà thời gian nó kéo dài khá lâu á thì các chị xem á thì đôi khi nó cũng hơi nhàm chán gì đó không, cho nên là mình sẽ kết thúc trong ngay bây giờ. Và nếu mà các chị còn những cái câu hỏi gì đó không, thì hay là thắc mắc gì đó về góc đầu tư cũng như là các cái phương pháp đầu tư hay là phân tích gì đó, thì các chị vui lòng liên hệ với các bạn bên góc đầu tư để được sự tư vấn tốt hơn. Bây giờ thì xin chào các chị và hẹn gặp lại trong những cái buổi chia sẻ lần sau. Cảm ơn các chị rất là nhiều. Cảm ơn các bạn bên góc đầu tư đã cố gắng để chúng ta có một cái buổi chia sẻ rất là tuyệt vời ngày hôm nay.